Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với năm loại mắt chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với sáu phép thần thông cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với 10 lực Phật chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với pháp không quên mất chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với tánh luôn luôn xả cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với trí nhất thiết chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với quả dự lưu chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với quả vị độc giác chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với tất cả hạnh Đại Bồ Tát chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán sắc và tướng của sắc là không mà học, nên quán thọ tưởng hành thức và tướng của thọ tưởng hành thức là không mà học. Như vậy, thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán nhãn xứ và tướng của nhãn xứ là không mà học, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không mà học. Như vậy, thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán sắc xứ và tướng của sắc xứ là không mà học, nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ và tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ là không mà học. Như vậy, thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán nhãn giới và tướng của nhãn giới là không mà học, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới và tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là không mà học. Như vậy, thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán sắc giới và tướng của sắc giới là không mà học, nên quán thanh hương vị xúc pháp giới và tướng của thanh hương vị xúc pháp giới là không mà học. Như vậy, thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán nhãn thức giới và tướng của nhãn thức giới là không mà học, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới và tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là không mà học. Như vậy, thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học.
Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhãn xúc và tướng của nhãn xúc là không mà học, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc và tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không mà học. Nên quán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra và tướng của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán địa giới và tướng của địa giới là không mà học, nên quán thủy hỏa phong không thức giới và tướng của thủy hỏa phong không thức giới là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán vô minh và tướng của vô minh là không mà học, nên quán hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não và tướng của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán bố thí Ba La Mật Đa và tướng của bố thí Ba La Mật Đa là không mà học, nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi Bát Nhã Ba La Mật Đa và tướng của tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán pháp không nội và tướng của pháp không nội là không mà học, nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tướng của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán chân như và tướng của chân như là không mà học, nên quán pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp, thật tính, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tướng của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán thánh đế khổ và tướng của thánh đế khổ là không mà học, nên quán thánh đế tập diệt đạo và tướng của thánh đế tập diệt đạo là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán bốn niệm trụ và tướng của bốn niệm trụ là không mà học, nên quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán bốn tịnh lự và tướng của bốn tịnh lự là không mà học, nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tám giải thoát và tướng của tám giải thoát là không mà học, nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán tất cả pháp môn tam ma địa và tướng của tất cả pháp môn tam ma địa là không mà học.
nên quán tất cả pháp môn Đà La Ni và tướng của tất cả pháp môn Đà La Ni là không mà học. Như vậy thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán pháp môn giải thoát không và tướng của pháp môn giải thoát không là không mà học. Nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không mà học. Như vậy thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán năm loại mắt và tướng của năm loại mắt là không mà học. Nên quán sáu phép thần thông và tướng của sáu phép thần thông là không mà học. Như vậy thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán mười lực Phật và tướng của mười lực Phật là không mà học. Nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và tướng của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không mà học. Như vậy thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán pháp không quên mất và tướng của pháp không quên mất là không mà học. Nên quán tánh luôn luôn xả và tướng của tánh luôn luôn xả là không mà học. Như vậy thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán trí nhất thiết và tướng của trí nhất thiết là không mà học. Nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không mà học. Như vậy thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán quả dự lưu và tướng của quả dự lưu là không mà học. Nên quán quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán và tướng của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là không mà học. Như vậy thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán quả vị độc giác và tướng của quả vị độc giác là không mà học. Như vậy thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát và tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát là không mà học. Như vậy thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không mà học. Như vậy thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu sắc và tướng của sắc là không, thọ tưởng hành thức và tướng của thọ tưởng hành thức là không, thì tại sao đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu nhãn xứ và tướng của nhãn xứ là không, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ và tướng của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là không, thì tại sao đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu sắc xứ và tướng của sắc xứ là không, thanh hương vị xúc pháp xứ và tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ là không, thì tại sao đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu nhãn giới và tướng của nhãn giới là không, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới và tướng của nhĩ tỷ thiệt thân ý giới là không, thì tại sao đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu sắc giới và tướng của sắc giới là không, thanh hương vị xúc pháp giới và tướng của thanh hương vị xúc pháp giới là không, thì tại sao đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu nhãn thức giới và tướng của nhãn thức giới là không, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới và tướng của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới là không, thì tại sao đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu nhãn xúc và tướng của nhãn xúc là không, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc và tướng của nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc là không, thì tại sao đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa?
Bạch Thế Tôn, nếu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không, các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra và tướng của các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu địa giới và tướng của địa giới là không, thủy hỏa phong không thức giới và tướng của thủy hỏa phong không thức giới là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu vô minh và tướng của vô minh là không, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não và tướng của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu bố thí ba la mật đa và tướng của bố thí ba la mật đa là không, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lực Bát Nhã Ba La Mật Đa và tướng của tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu pháp không nội và tướng của pháp không nội là không, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tướng của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu chân như và tướng của chân như là không, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tướng của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu Thánh Đế Khổ và tướng của Thánh Đế Khổ là không, Thánh Đế Tập Diệt Đạo và tướng của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu bốn niệm trụ và tướng của bốn niệm trụ là không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, và tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu bốn tịnh lự và tướng của bốn tịnh lự là không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, và tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu tám giải thoát và tướng của tám giải thoát là không, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp môn tam ma địa và tướng của tất cả pháp môn tam ma địa là không, tất cả pháp môn đà la ni và tướng của tất cả pháp môn đà la ni là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu pháp môn giải thoát không và tướng của pháp môn giải thoát không là không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu năm loại mắt và tướng của năm loại mắt là không, sáu phép thần thông và tướng của sáu phép thần thông là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu mười lực Phật và tướng của mười lực Phật là không, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và tướng của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu pháp không quên mất và tướng của pháp không quên mất là không, tánh luôn luôn xả và tướng của tánh luôn luôn xả là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu trí nhất thiết và tướng của trí nhất thiết là không, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu quả dự lưu và tướng của quả dự lưu là không, quả nhất lai bất hoàn A-la-hán và tướng của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu quả vị độc giác và tướng của quả vị độc giác là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa?
Bạch Thế Tôn, nếu tất cả hạnh Đại Bồ Tát và tướng của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy, này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát hoàn toàn không có sở hành là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát hoàn toàn không có sở hành là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy, này Thiện Hiện, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này chẳng thể nắm bắt được, nên Đại Bồ Tát cũng chẳng thể nắm bắt được, hành cũng chẳng thể nắm bắt được, hoặc người năng hành, hoặc do đó mà hành, hoặc chỗ sở hành, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì vậy, này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát hoàn toàn không có sở hành là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì ở trong đó tất cả hỷ luận chẳng thể nắm bắt được. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát hoàn toàn không có sở hành là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì khi mới tu nghiệp Đại Bồ Tát tại sao phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy, này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm nên đối với tất cả pháp thường học vô sở đắc. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu bố thí dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu bố thí, khi tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tịnh giới cho đến bát nhã. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy khi trụ pháp không nội dùng vô sở đắc làm phương tiện để trụ pháp không nội, khi trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thoáng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, dùng vô sở đắc làm phương tiện để trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát khi an trụ chân như, dùng vô sở đắc làm phương tiện để an trụ chân như, khi trụ pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, dùng vô sở đắc làm phương tiện để trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu bốn niệm trụ dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu bốn niệm trụ, khi tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy khi trụ thánh đế khổ dùng vô sở đắc làm phương tiện để trụ thánh đế khổ, khi trụ thánh đế tập diệt đạo dùng vô sở đắc làm phương tiện để trụ thánh đế tập diệt đạo. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu bốn tịnh lự dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu bốn tịnh lự, khi tu bốn vô lượng bốn định vô sắc dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu bốn vô lượng bốn định vô sắc. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu pháp môn giải thoát không dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu pháp môn giải thoát không, khi tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu tám giải thoát dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tám giải thoát, khi tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu pháp môn tam ma địa, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu pháp môn tam ma địa, khi tu pháp môn đà la ni, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu pháp môn đà la ni. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu năm loại mắt dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu năm loại mắt, khi tu sáu phép thần thông dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu sáu phép thần thông. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu mười lực Phật dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu mười lực Phật, khi tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu pháp không quên mất dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu pháp không quên mất, khi tu tánh luôn luôn xả dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tánh luôn luôn xả,
Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy khi tu trí nhất thiết, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu trí nhất thiết. Khi tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là hữu sở đắc, thế nào là vô sở đắc? Phật dạy, này thiện hiện, những gì có hai thì gọi là hữu sở đắc, những gì không có hai thì gọi là vô sở đắc. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là có hai, thế nào gọi là không có hai? Này thiện hiện, các nhãn, các sắc là hai, các nhĩ, các thanh là hai, các tỷ, các hương là hai, các thiệt, các vị là hai, các thân, các xúc là hai, các ý, các pháp là hai, hữu sắc, vô sắc là hai, hữu kiến, vô kiến là hai, hữu đối, vô đối là hai, hữu lậu, vô lậu là hai, hữu vi, vô vi là hai, thế gian, xuất thế gian là hai, sanh tử, niết bàn là hai, pháp phàm phu và phàm phu là hai, pháp dự lưu và dự lưu là hai, pháp nhất lai và nhất lai là hai, pháp bất hoàn và bất hoàn là hai, pháp a la hán và a la hán là hai, quả vị độc giác và độc giác là hai, hạnh đại bồ tát và đại bồ tát là hai, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và chư Phật là hai. Như vậy có tất cả pháp lý luận đều gọi là có hai. Này thiện hiện, chẳng phải nhãn, chẳng phải sắc là không hai, chẳng phải nhĩ, chẳng phải thanh là không hai, chẳng phải tỷ, chẳng phải hương là không hai, chẳng phải thiệt, chẳng phải vị là không hai, chẳng phải thân, chẳng phải xúc là không hai, chẳng phải ý, chẳng phải pháp là không hai, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc là không hai, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến là không hai, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối là không hai, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu là không hai, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi là không hai, chẳng phải thế gian, chẳng phải xuất thế gian là không hai, chẳng phải sanh tử, chẳng phải niết bàn là không hai, chẳng phải pháp phàm phu, chẳng phải phàm phu là không hai, chẳng phải pháp dự lưu, chẳng phải dự lưu là không hai, chẳng phải pháp nhất lai, chẳng phải nhất lai là không hai, chẳng phải pháp bất hoàn, chẳng phải bất hoàn là không hai, chẳng phải pháp a la hán, chẳng phải a la hán là không hai, chẳng phải quả vị độc giác, chẳng phải độc giác là không hai, chẳng phải hạnh đại bồ tát, chẳng phải đại bồ tát là không hai, chẳng phải quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng phải chư Phật là không hai. Như vậy tất cả pháp ra lìa hí luận đều gọi là vô nhị. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, có phải do hữu sở đắc nên vô sở đắc, hay là do vô sở đắc nên hữu sở đắc?